Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, hơn một năm nay, nhà nước ta chỉ cho phép các chuyến bay giải cứu công dân và chở chuyên gia, lao động tay nghề cao người nước ngoài được phép nhập cảnh. Thế nhưng lợi dụng chính sách ưu tiên này, nhiều đối tượng người nước ngoài đã móc nối, cấu kết với người Việt Nam ở trong nước, đưa những đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào nước ta dưới danh nghĩa chuyên gia nhằm qua mắt lực lượng chức năng để thực hiện các hành vi phạm tội. Mới đây, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện và bóc gỡ đường dây chuyên tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép dưới danh nghĩa chuyên gia, cho thấy sự phức tạp và tinh vi của loại tội phạm này. Đây là đối tượng Nguyễn Trần Anh Tuấn, 34 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận, tạm trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, bị cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố khởi tố bắt tạm giam về hành vi tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép. Với vai trò là giám đốc của 3 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại Đà Nẵng, Tuấn đã cấu kết với số đối tượng người Hàn Quốc để làm thủ tục nhập cảnh hợp pháp cho nhóm 12 người quốc tịch Hàn Quốc đến Đà Nẵng dưới vỏ bọc là những chuyên gia, người lao động tay nghề cao. Đến tận bây giờ, Tuấn mới nhận thức rõ được sự sai trái trong hành vi của mình. Em đã tin tưởng cái hội đó. Những người như vậy mà họ đã mở lời với mình rồi thì mình cũng làm. Em biết hội người Hàn đó là có những ai, ông chủ tịch là ai. Em không lường trước được nó ra có sự này. Rất nhanh sau khi Nguyễn Trần Anh Tuấn bị bắt giữ, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố lại tiếp tục khởi tố và bắt giữ 2 đối tượng cũng nằm trong đường dây này, gồm Lê Xuân Thành, 37 tuổi, trú quận Sơn Trà, dùng danh nghĩa của 2 công ty do Thành làm giám đốc để bảo lãnh cho 7 người quốc tịch Hàn Quốc, và Tô Mi Hồng Anh là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn KV Tour and Media, trực tiếp làm hồ sơ pháp lý giữa doanh nghiệp Hàn Quốc với Lê Xuân Thành và Nguyễn Trần Anh Tuấn, tiếp tay hoàn tất thủ tục đưa các đối tượng người Hàn Quốc với mác chuyên gia nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam. Tụi em cứ nghĩ là trái phép có nghĩa là vượt biên, thì không giấy tờ thì là không visa thì là vượt biên. Đó là cái mà sai của tụi em, bởi vì tụi em không tìm hiểu từ đầu. Cứ mỗi hồ sơ chót lọt, Nguyễn Trần Anh Tuấn, Lê Xuân Thành và Tô Mi Hồng Anh nhận được 200 đô la Mỹ. Cả Tuấn, Thành và Hồng Anh đều không nghĩ rằng việc công ty của mình đứng ra bảo lãnh các chuyên gia người nước ngoài giả mạo này được nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam đã gây nên những hệ lụy không nhỏ đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự của địa phương, cũng như nguy cơ làm lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng. Phối hợp ngành tư pháp là chúng tôi đã khởi tố bị can và bắt tạm giam để tiếp tục điều tra theo luật định. Và đây là một vụ mà được sự quan tâm và chỉ đạo của Bộ Công an, của Thành ủy và Ủy ban Đà Nẵng, và Công an thành phố Đà Nẵng sẽ điều tra hết sức triệt để xử lý nghiêm các đối tượng này trước pháp luật. Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục tiến hành đấu tranh làm rõ các vụ án có tính chất tương tự hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép dưới danh nghĩa chuyên gia, người lao động tay nghề cao hay các doanh nghiệp đầu tư nhằm quản lý chặt chẽ số người nước ngoài nhập cảnh trên địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, ngăn ngừa hiệu quả dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.